cuộc sống đang ngày một cải thiện hơn và việc mỗi hộ gia đình trang bị thêm cho mình một robot hút bụi thông minh nhằm dọn dẹp nhà cửa đã không còn quá xa lạ nữa. Mặc dù mới xuất hiện một vài năm trở lại đây, tuy nhiên các thương hiệu robot hút bụi thông minh đang dần một phát triển và nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Ngày hôm nay mình sẽ trên tay và trải nghiệm nhanh robot hút bụi thông minh mang tên ProRobot Nelson A8. Sản phẩm này thuộc phân khúc cao cấp vì vậy nên được tích hợp rất nhiều tính năng mới nổi trội. ProRobot Nelson A8 hiện đang được phân phối tại đẳng cấp Digital với mức giá là 9,9 triệu đồng kèm theo chế độ bảo hành 12 tháng. Robot hút bụi Nelson A8 được đóng gói trong chiếc hộp giấy cứng có hình ảnh sản phẩm nổi bật trên vỏ hộp. Vỏ hộp có liệt kê các tính năng nổi bật của sản phẩm như camera panorama 360 độ, hệ thống hút bụi, lau nhà thông minh khi hoạt động, khả năng kết nối với smartphone để điều khiển robot từ xa. Phụ kiện bên trong hộp bao gồm một hộp chứa nước lau nhà, một đốc sạc tự động, một điều khiển từ xa, một tường ảo, hai cánh chổi quét ven, một tấm màng lọc HEPA để thay thế gắn vào trong hộp bụi, cuối cùng chính là một chiếc chổi dùng để vệ sinh chổi chính. Về thiết kế thì Nelson A8 có thiết kế khá là phổ thông trong thị trường robot hút bụi hiện nay với thiết kế thân tròn. Máy sử dụng chất liệu vỏ nhựa màu đen, mặt phía trên được làm bằng kính cường lực, xung quanh là phần viền nhựa màu đen tạo sự liền khối và khỏe khoắn. Mặt trên của robot, điểm nhấn nổi bật của Nelson A8 chính là phần camera panorama 360 độ và một nút bấm auto khá to, cho phép người dùng có thể khởi động quá trình hút bụi, lau nhà bất cứ lúc nào với chỉ một nút bấm. Cũng như các mẫu robot hút bụi hiện nay, mặt trước của máy có thanh cản có thể ấn được vào. Đây là bộ phận giúp cho robot có thể đổi hướng khi chạm vào tường hay các đồ vật trong nhà. Mặt dưới của Nelson A8 có thiết kế giống với các robot hình tròn trước đây mình từng đánh giá. Thành phần chính ở phía mặt dưới chính là khu vực quét và hút bụi vào của robot, bao gồm chiếc chổi quét thường đan xen với lưỡi cao su. Chiếc chổi này khá là đa năng, có thể quẹt được trên mọi bề mặt sàn. Cạnh chổi quét chính có một lưỡi gạt mềm phía sau. Lưỡi gạt này có tác dụng chặn luồng khí hút bị phân tán ra phía sau, tập trung luồng khí hút lên phía trước của chổi, giúp tăng lực hút của máy. Ngoài ra, mặt dưới còn có hai bánh xe hoạt động độc lập với nhau, kết hợp với bánh xe đa hướng, hướng ở trên giúp cho robot di chuyển linh hoạt. Nelson A8 cũng được trang bị hai chổi quét ven ở bên. Chổi này sẽ quét dọn từng ngóc ngách trong nhà bạn, nhất là chân tường và các góc khuất. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy thanh chổi này hơi dài, khi quét có thể làm bụi phân tán ra xung quanh. Đối xứng với bánh xe đa hướng này chính là hai điểm tiếp xúc với đốc sạc tự động. Ở phần cạnh rìa của robot được trang bị 3 cảm biến chống rơi, gồm một cảm biến phía trước và hai cảm biến cạnh bên sườn máy. Các cảm biến trên đều là loại cảm biến kép, gồm một cảm biến chống rơi và một cảm biến đo chiều cao. Nhờ có cảm biến đo chiều cao nên khi di chuyển đến các khu vực ngăn chia các mặt sàn, robot sẽ nhận biết được đó là chiều cao an toàn để có thể đi tiếp. Hộp chứa bụi của robot có thể tháo vệ sinh hoặc lắp hộp nước lau nhà vào cũng khá là dễ dàng. Hộp chứa bụi có dung tích là 0,6 lít. Hộp chứa bụi này tích hợp bộ lọc HEPA 3 lớp để ngăn bụi phát tán ra bên ngoài môi trường. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đi vào phần trải nghiệm sử dụng. Nelson A8 là một chiếc robot hút bụi thông minh được tích hợp khá là nhiều tính năng. Tuy nhiên sau khi trải nghiệm thì mình thấy chú robot này cũng khá là dễ dùng. Khi mà nếu mà các bạn muốn lau nhà cơ bản thì chỉ cần nhấn nút auto ở phía trên bề mặt của Nelson A8 và chúng sẽ tự động lau dọn nhà cửa của mình. Nếu cần lau nhiều tầng, bạn chỉ cần cầm robot đưa sang tầng mong muốn. Do được trang bị cảm biến đo chiều cao và chiều sâu nên A8 sẽ không bao giờ gặp tình huống tự rơi xuống cầu thang gây hư hại cho máy. Để sử dụng nhiều tính năng hơn, các bạn cần đến điều khiển, nơi tập trung phần lớn các tính năng của máy. Bạn có thể thực hiện điều khiển robot một cách thủ công theo các hướng cần hút. Trên cùng của điều khiển cũng có hai phím tự động dọn dẹp và tăng lực hút. Ngoài ra trên điều khiển còn có hai chế độ dọn dẹp như là nút bấm chỉ định cho robot quét từ tâm và xoay vòng đến các khu vực xung quanh như hình vỏ ốc. Nút bấm có biểu tượng hình vuông với các mũi tên sẽ chỉ định robot dọn dẹp các khu vực như là góc tường, bàn, ghế. Nút bấm hình ngôi nhà sẽ ra lệnh cho robot tự tìm đến đốc sạc để sạc pin và phím có biểu tượng Wi-Fi để thiết lập kết nối Wi-Fi. Ngoài ra chúng ta có thể điều khiển từ xa trên điện thoại qua ứng dụng Robot Cleaner, hỗ trợ cả hai hệ điều hành thông dụng nhất hiện nay là iOS và Android. Sau khi tải ứng dụng về điện thoại, bạn có thể kết nối robot với điện thoại qua mạng Wi-Fi để điều khiển. Ứng dụng Robot Cleaner có đầy đủ các chức năng như trên chiếc điều khiển từ xa qua Wi-Fi. Giao diện chính của ứng dụng hiển thị sơ đồ căn phòng, diện tích, thời lượng pin và các chế độ tùy chỉnh khác.
Cũng nhờ có hỗ trợ ứng dụng trên điện thoại, A8 có thể điều khiển bằng giọng nói qua Alexa hoặc Google Home. Giờ đây, người dùng chỉ việc nói và robot ngay lập tức tự động làm việc thay vì bạn phải điều khiển bằng điều khiển hay ứng dụng thủ công qua điện thoại. Trong hộp A8, nhà sản xuất cũng cung cấp đi kèm thêm một tường ảo vật lý. Với tường ảo vật lý, bạn có thể đánh dấu những khu vực không nên đi vào như các vị trí bày đồ chơi của trẻ nhỏ. Khi di chuyển vào những nơi đặt tường ảo vật lý, robot sẽ tự động đổi hướng tránh các vị trí này. Đặc biệt nữa là A8 có cả khay đựng nước và chế độ lau nhà. Để kích hoạt chế độ này, bạn cần phải thay khay đựng bụi bằng khay đựng nước. Khay nước cung cấp kèm có dung tích là 350ml. Qua trải nghiệm thực tế thì có thể thấy rằng cảm biến panorama 360 độ của Nelson A8 hoạt động thực sự rất là tốt. Và quan sát của mình cho thấy rằng máy di chuyển rất là tốt, có thể tránh chướng ngại vật và ít khi lau phải cái phần diện tích mà đã đi qua. Thử nghiệm một vài ngày cho robot hoạt động trong khu vực văn phòng, có phòng trải thảm, có phòng được lát gỗ, gạch men. Như các bạn có thể thấy thì A8 có thể dễ dàng hút các mẩu giấy nhỏ, bụi bẩn, tóc một cách dễ dàng. Kèm theo đó, nhiều robot có phần guồng cuốn với các sợi chổi cứng nên nếu lực hút chưa đủ mạnh, nó vẫn có thể cuốn được những đồ vật nhỏ khi đi qua. A8 cũng được trang bị khả năng lau ướt khi được tích hợp thêm hệ thống motor điều tiết nước, bắt chước nguyên tắc lau nhà truyền thống thông qua động cơ dung tích tăng lực ma sát xuống sàn nhà để loại bỏ vết bẩn trên mặt sàn. Ưu điểm của tính năng này là vừa hút bụi lại vừa có thể lau nhà. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá cao khả năng hút bụi của chú robot này hơn là tính năng lau nhà. Thêm nữa là robot chỉ được trang bị cảm biến chống rơi và đo chiều sâu nhưng không được trang bị cảm biến khi đi vào thảm. Trong quá trình lau nhà, nếu trong nhà có những vị trí thảm, robot vẫn sẽ không nhận biết được và vẫn đi qua. Đây sẽ là một điểm trừ khá đáng tiếc trên sản phẩm này. Về thời lượng pin thì nhờ khả năng điều hướng và ghi lại trong quá trình dọn dẹp thì chiếc Nelson A8 của chúng ta mặc dù được trang bị một viên pin khá thấp nhưng vẫn giải quyết được một vấn đề, đó chính là về dung lượng pin. A8 được trang bị viên pin chỉ vỏn vẹn 2600mAh, thậm chí còn thấp hơn với một vài chiếc smartphone hiện nay và thời gian sử dụng cho ra cũng chỉ là 110 phút mà thôi. Tuy nhiên, do điều hướng tốt nên A8 không mất nhiều thời gian tìm đường, chạy đi chạy lại ở một chỗ giống như các loại robot hút bụi chỉ có cảm biến va chạm. Nhờ đó, mặc dù thời gian hoạt động liên tục chỉ là 110 phút, nhưng trải nghiệm thực tế, A8 hoàn toàn có thể làm sạch căn hộ với diện tích sàn khoảng 90m². Tổng kết lại, với mức giá là 9,9 triệu đồng, Nelson A8 được phân vào trong phân khúc cận cao cấp và với thị trường khá là đắt đỏ của robot hút bụi hiện nay thì Nelson được mình đánh giá là khá là hoàn thiện và là một sự lựa chọn khá là hợp lý. Với nhiệm vụ quan trọng nhất của robot hút bụi đó chính là hút bụi và ở mọi khía cạnh ở trong tính năng này thì chúng ta có thể thấy rằng robot hút bụi Nelson A8 thực hiện khá là tốt từ điều hướng, di chuyển cho đến cả về thời lượng pin. Vừa rồi là đánh giá nhanh của mình về chiếc robot hút bụi Nelson A8. Và các bạn cảm thấy sản phẩm này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Mời các bạn like, share để ủng hộ kênh Đẳng Cấp Digital ngày càng phát triển hơn nữa. Cũng như là nguồn động lực để mình tạo ra những đoạn video mới chất lượng hơn. Nhớ nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ channel. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.